quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Hiện tại là Phương đang đứng ở ngay cái ngã tư Hoàng Minh Giám và Hồng Hà. Thì hôm nay đó Phương sẽ đưa mọi người đến một cái xe gọi là khoai mì hấp dừa của bà ngoại. Thì hàng ngày ngoại đều để xe đây ngoại bán vậy nè. Nhìn cái nét mặt của ngoại rất là dễ thương luôn, và nói chuyện rất là thân thiện nữa mọi người. Đây, mình sẽ mời mọi người đến cho mọi người xem những cái món mà ngoại đã làm ra. Tuy lớn tuổi nhưng mà vẫn đẩy cái xe này ra để bán hàng ngày đó mọi người. Đây là, cái này gọi là khoai mì hấp dừa đó hả ngoại? Khoai mì hấp dừa. Dạ. Là mình ăn với cái mè muối mè hả ngoại? Cốt dừa nè. Này nước cốt quá hả? Nước cốt kia con thấy thường thường là nó đục mà ta. Nó trắng. Nhưng mà tự giờ ngoại quên làm công chuyện để nó sâu quá. Nó sâu quá vào cái nó quỵ lại cái nước dừa á. Dạ. Quỵ lại nè. Nó cột này. Thì nói chung là nó không có trắng như như cái kia ha. Dạ. Từ mình đúng như vậy á. Dạ. Con quên lại mà chưa chào ngoại á. Ngoại bán ở đây lâu chưa? 2 tháng. Mới 2 tháng hả? Là ngoại tự đẩy xe ra đây bán luôn. Hồi đó đi nấu cơm từ thiện. Ngoại đi nấu cơm từ thiện hả? Nó ở trại học mở á. Dạ. Ở Hà Đô á, chỗ này biết chợ Tân Nhất không? Dạ biết. Ở đó 4 năm. Ngoại lấy khẩu trang đi, con thấy ngoại dễ thương mà. Rồi cô dễ thương quá. Sợ nói chuyện văn cái này không sao đâu. Sợ con cái người chắc ngay người. Không con bình thường à. Vào cái thằng quản lý đó, nó không có mướn nữa, nó không trà nấu nữa. Chồng mới về 41 bộ quan. Dạ. Cái này nè, ở chỗ khách sạn Tân Nhất nổ qua. Dạ. Làm cũng được mấy năm đó rồi, cái khách trả lại luôn, nó cũng không nấu luôn. Nó không nấu được, cái quản mới đi làm. Dĩ kiến á. Chị mới nghỉ 2 tháng nay rồi, có bán không? Dạ. Rồi cái quên á, mình hay quên á. Không phải lẩu của chủ, mà lẩu của mình. Cái quên là người ta, mình ta lấy đâu. Người ta cho mượn triệu rưỡi để mua cái xe này nè. Cho mượn 1,5 triệu mua xe này để lại đi bán đó. Dạ, chứ không, nói chung mà đang nuôi cái cháu hoài. Mẹ nó có chồng khác. Cho nên bây giờ mình là có mình ngoại nuôi cháu ngoại thôi hả? Chứ mẹ không gửi tiền về cho nuôi không, bé hả? Mẹ nó mới đây mà điều mẹ nó có chồng khác ở xa ở chỗ khác. Ở chỗ khác rồi là bỏ đứa nhỏ luôn á, cho ngoại nuôi luôn đó. Cho nên là nó học cái trường họn thụ nè. Sáng trưa chiều ngoại cũng lo tiền ăn tiền uống. Vậy là ngoại bán này ngoại lo cho con bé không á hả? Tiền nhà đáng ai chịu giữ luôn. Không có hai mẹ con ở thì nó đi làm. Hai mẹ con chia đâu ra, người chịu. Ôi, ở chung mà hai mẹ con chia đôi ra vẫn sòng phẳng tiền nhà vậy đó hả? Chứ đâu có ai đâu mà dư giả. Trời ơi. Dạo ơi, bây giờ nó đi dọn, nó đi 5-6 tháng nay rồi. Rồi giờ. Gánh tiền nhà luôn, một mình một luôn. Hả? Vậy ngoài bán ở đây nè. Rồi mình mỗi hàng ngày mình đi lấy ở đâu? Ba cái mì nè ngoại. Này, ba cái mì á, nó mua nó chở về cho ngoại. Ai mua ngoại? Dạ. Chồng ấy nó mới về bên nhà chồng á. Dạ. Rồi cái này là tự ngoại làm luôn. Tự một mình bào dừa rồi làm luôn á hả? Cái bào dừa này nó có cái máy của cái ép dừa á. Dạ. Nó bảo cho mình không phải bào. Người mình lấy là của người ta bào sẵn rồi ha. Bữa nay nó có cái máy. Dạ. Nó có cái máy bào thì ngon. Bây giờ mình tạo nó khen xuống. Bây giờ mình không khỏi chạy cái nó nữa. Dạ. Con thấy ngoại cười thấy thương quá à. Cái này là ngoại làm có cực lắm không? Cái mì nè. Lột nhỏ giờ phải ngâm nước muối dưới. Giờ phải lãi ra từ tí từ tí. Rồi phải rửa nó mấy nước. Rửa này mấy nước xong á. Rồi mới là luộc lại nước dừa. Dạ. Luộc lại nước dừa xong rồi mới là hấp lại nước dừa nữa bộ. Thôi luộc nước dừa mà còn hấp nước dừa nữa. Vậy là trong khi đó mình mua cái tiền cái chi vốn mà để nước dừa không là cũng bộn rồi. Nói chung nó không có nhiều, cũng vài chục ngàn thôi. Mình cũng bán nó cũng tiền cái công này bán hết thôi, cũng bán nhiều bán ít mà bữa giờ
đô thị nó đuổi quá. Đô thị đuổi hả? À không bán nhiều. Vậy là ngoài cứ đứng ở chỗ này thôi ha. Nó đuổi, nó nghe nó không có nạt, mấy người kia nó nạt. Nó đuổi, nó lấy cái nạt. Thì khi nào người ta lại đuổi năn nỉ người ta? Chạy đi nha. Chứ người ta lấy cái xe luôn là hết vốn đó. Nói chung là nó muốn lấy gì giờ, cỡ nào nó lấy không được. Tới là mình chạy đi. Rồi lỡ đang bán người ta tới mình không thấy thì sao? Mấy đứa ngủ ngủ rồi mình chạy tới. Đó. Chạy. Rồi đưa đẩy đi hả? Đẩy đi về. À, nói chung ngoại bán ở đây từ mấy giờ? 2 giờ rưỡi ra. 2 giờ rưỡi. À. Tới mấy giờ ngoại dọn về? À, mấy hôm đó chợ đắt á là 7 giờ hết. Bây giờ chợ ngọt tới 9 giờ. 9 giờ tối, ế là 9 giờ tối luôn. Nhưng mà mọi bình thường là 2 giờ rưỡi ra bắt đầu ra đây rồi. Là bán một nồi đây hả ngoại? Nồi này nhiều không? Nhiều lắm. Một bên là xôi, một bên là khoai mì ha. Đâu giờ ngoại làm cho con một phần xôi kèm khoai mì đi. Là một phần là hai thứ á. Ăn bây giờ ha. Dạ, con sẵn review cho mọi người biết cái khoai mì của ngoại làm nè. Là quậy nó kia nha. Dạ. Thích ăn cốm dừa, mới cảm thấy ngon, còn không thích để quậy làm. Cái này ăn nó ngon hơn. Là nếu mà ăn nước cốt dừa đó sẽ ngon hơn. Mình thích á. Con chưa bao giờ ăn nước cốt dừa, bây giờ con thử đi. Bây giờ ăn cái này đi. Ăn cái này. Là cái gì vậy? Cái này ăn với nước cốt dừa luôn cũng vừa cũng được hả ngoại? Không, giờ ngoại làm con ăn thử đi ha. Ngoại làm con nửa thôi, hồi cái ngoại làm con nửa thôi bên này. Dạ, là hai cái cộng lại một phần á. Ít thôi ngoại. Rồi bên này xôi một bên luôn. Đi bây giờ ăn này được không? Dạ, là ngoại làm một lần đi con ăn nếm hai thứ luôn. Ngoài một bên ngoại để xôi cho con nha. Đậu chung chung luôn ăn. Chung bên này nè ngoại. Đó. À bây giờ mình ăn. Giờ thường thường cái này là mình ăn thường thường là mình ăn với cái gì? Là muối mè nó ngon hơn. Muối mè ngon hơn nước cốt dừa hả? Đúng. Cái muối mè này là ở Phan Thiết á, là ngoại kim vô đây. Ở đây người ta không thích làm này đâu. Là cái này ngoại ở ngoài quê Phan Thiết hả? À, rồi làm ngoài đó đem vô đây không, luôn. Làm ở đây. Cái nghề này cái nghề của mình. À nói chung là cái công thức từ Phan Thiết đem vô ha. Đặc sản của Phan Thiết. Dạ là cái muối mè đó đó. À bây giờ ăn này đi. Ăn này đi, dù muốn ăn cốt dừa thì tính phải. À, ngoài đào ít thôi, kể con ăn thử. Cái muối đậu nè, ban biết chỉ là... Cái muỗng đâu rồi, có muỗng không? Có người làm ngon, có người làm dở nữa. À, để con thử trước cái này nha, ngoài để xuống cho con đây. Đây, bây giờ mình sẽ thử cái món mì hấp dừa của ngoại nha mọi người. Đó, ngoại quảng cáo là ăn cái muối mè. Muối đậu hả? Muối đậu đặc sản của cái gì ngoại quên rồi. Đặc sản của Phan Thiết. Đặc sản quê ngoại ở Phan Thiết đó mọi người. Là này ở công thức ở ngoài Phan Thiết đem vô đây. Ở đây là người ngoại nói là người ta làm không ngon như ngoại đâu. Ở đây người ta không có tiếng làm như mình. Dạ. Mì với muối với đường ta trộn vô. Đây. Thật sự vậy ngoại bán con vậy là bao nhiêu? À, lấy 10 ngàn. Rẻ quá vậy? À. Hai cái này vậy có 10 ngàn đó mọi người. 10 ngàn tiền cái này một hộp. Dạ, ủa mà sao rẻ vậy, sao có lời? Lời cái không kém lời nhưng mà lợi ít nữa đúng không? Lời hơn 1.000 cũng là lời rồi. Nói chung là bây giờ mình sẽ thử nha mọi người, nêu cảm nhận cho mọi người nha. Đây, xin mời mọi người. Con mời ngoại nha. Ngon quá. Dạ ngon. Cái miếng khoai mì này nó đậm đà. Dạ đúng rồi. Không ăn như nhà mình ăn bên mì luôn. Đúng không? Đúng rồi, nó không có cứng mà nó cũng không có bị bột. À. Với lại nó dẻo. À. Nó dẻo nữa ngoại. À. Thật sự rất là ngon á mọi người. Này là dành cho những ai mà thích ăn ngọt. Cái này á. Rất là khó tánh cách mấy người ta cũng có vừa. Dạ. Nhất là nó không này nè. Khó tánh cỡ nào gặp ngoại cũng là phải chịu thua đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Còn ăn của người ta nó ngọt, nó mặn. Hai cái trong miệng mình vẫn bị liền. Đúng rồi. Thật sự rất là ngon mọi người. Nó ngon là như nó vừa ăn là vậy nè. Nó ngon, rất là nó ngon kiểu lạ lắm nha. À. Kiểu như là... Nè,
cái khoai mì thì nó thơm thơm hòa lẫn theo với lại cái dừa tươi đó. Cái này là dừa tươi á, dừa này là gọi là dừa rám đó hả ngoại, dừa rám người ta bào ra đó. Rồi kèm theo là đậu phộng nè, muối mè nè của ngoại nè. Này kia bằng muối đậu. Muối đậu con quên. Cái này là ta kêu muối mè. Dạ. Nó nè mọi người. Thật sự là Phương không ngờ, là con không nghĩ là sẽ ngon vậy. Tại vì á, nói tới cho mình làm một cái việc gì thì nó vừa ăn là ngon à. Tại vì con thật sự là con ít có ăn cái khoai mì này lắm. Tại vì mình thấy mình cảm giác mình ngán á ngoại. Nó đơn giản, không quan trọng. Nhưng mà khi mà người ta ăn rồi, người ta thấy là nó vừa miệng. Lúc ăn rồi mới thấy sự lợi hại ha. Cảm ơn không? Ngon thiệt. Ngon thiệt đó mọi người. Nói chung là nhìn nó đơn giản nhẹ, nhưng mà nó rất là kiểu như là nó không có thể nào mà nó làm mình cưỡng lại được á. Ăn rồi một miếng là phải ăn thêm một miếng thứ hai á. Rất là ngon. Còn cái xôi này mình ăn với gì ngoại? Ăn để miếng rau quậy vậy vậy nấu à. Khác gì ta. Ngon. Cũng mình cũng ăn với muối đậu luôn ha. Ăn nó ngon ngon, ăn này. Cái này lúc nào nó tức nó mới ăn. Dạ. Không tức ăn không ngon. Bây giờ mình thử qua xôi nha mọi người. Xôi ngoại cũng làm với dừa luôn nè. Dễ nấu lại là cái dứa. Cái này xấu lại nấu lá dứa mà. Đây dạ. Đây nè mọi người, mời mọi người nha. Đó, mời ngoại ăn với con nha. Nói chung là cái nếp nó thơm nè, hòa lẫn với mùi dừa nè. Rồi đơn giản nè, tại vì cái hộp nếp nó đang vừa mềm. Mấy dừa mềm mấy dừa nhéo. Dạ đúng rồi. Đang mất vô mấy ngực kia. Ôi không có ăn á. Không, con thấy là ngoại nấu ngon thiệt. Cái này mà trong này mấy người nấu đâu ngoại ăn được không? Nó khô khô, nó cứng cứng, sướng sướng sao ạ? Đúng không? Đúng rồi, cái hạt xôi này nó cũng không có bị kiểu như là làm cho mình khó nhai đó mọi người. Nó chỉ vậy mà nó nguyên hộp phải không? Không phải không? Vậy nè mà có 10.000 bạc à. Đó. Giờ mình hỏi mọi người là 10.000, mình cầm 10.000 mình đâu có mua được cái gì để mình ăn đâu đúng không? Ngoại trừ xôi. Nhưng mà người ta bán 10.000 cũng không có nhiều nữa. Cái xôi á, này là 10.000 mà hai phần hai vậy nè. Như này có 5.000, này 5.000 à. Rất là rẻ luôn. Ai mua một hộp này 10.000. Mà bây giờ con ăn ít ấy, thì ngoại bán lần nữa kia nữa nọ. Dạ con hiểu rồi, ý là ngoại bán một hộp 10.000 à. Thì tại con ăn ít á. Nhưng mà với con thì con thấy này cũng rất là rẻ luôn. Thiệt 10.000 nhưng mà ăn nãy giờ nè mà nó mới đụng đáy à. Mới đụng cái đáy như này nè mọi người. Ngon quá à. Nhìn trong nhìn đơn giản, đơn màu mì ngon lắm mọi người. Mình ăn cái này ngon à. Ngoài nói á là người ta nhiều người thích nước cốt dừa người ta mới ăn thôi, chứ ngoại giới thiệu là đừng nên ăn nước cốt dừa. Bây giờ muốn thí nghiệm mà thử nghiệm hả? Rồi thử nghiệm luôn để con dứt chỗ nào mà ít đậu à, ăn được rồi. Rồi thử nghiệm nha ngoại nha mọi người. Ngoại kêu thử nghiệm không bao giờ con ăn đâu, con ăn này không bao giờ thấy ngon. Tao ngoại chế cho con thử thôi. Tự khi mình ít thôi ngoại, ít thôi. Chính chỗ này. Tự khi rồi, mình được ăn, rồi. Ăn đồng nên mình biết. Nè mọi người giờ mình thử với nước cốt dừa nha. Cũng ngon. Nói chung là cái nào cũng ngon, nó ngon cái vị khác nhau. Cái nước cốt dừa ăn với nước cốt dừa nó rất là béo. Năm đứa đứa nào nó thích ăn nước á, nên nó chạy này, còn đứa nào ăn cháo hơn cô ăn này. Không, con thấy cái nào cũng ngon. Thật sự ngoại nói là nhiều người người ta thích người ta mới ăn với nước cốt dừa, nhưng mà mình thấy là cái nào nó cũng ngon hết mọi người, nó ngon cái vị khác nhau. Bây giờ chán kêu luôn được không? Không, ăn một con miếng nữa, tại vì lỡ để con ăn không hết á, nó sẽ bị nở ra đó ngoài, nó bị dính lại bỏ bớt qua đây ngay.
ăn thôi giờ con trang con miếng nữa thôi. Rồi, ăn mất mình đem về. Con nồi nè, giờ ăn miếng cho con review cho mọi người biết cái về cái món của ngoại được rồi. Chứ mình ăn một lần không có hết như đây đâu mọi người à. Dạ. Yeah. Thôi thôi sợ. Ngoại nói không ngon, con tưởng đâu nãy giờ không ngon, ai ngờ ăn ngon. Dạ. Yeah. Ngon lắm chừng. Có nhiều người là không ăn thích ăn nhiều là không ngon. Ăn muối đậu nó ngon. Còn thích ăn thì nó vẫn ngon. Không, ngoại ngoại đừng có nói là không thấy không ngon, con thấy rất là ngon. Thiệt thật sự. Nó yeah. Nó ngon cái cách khác. Ngoại bán ngoại không thích ăn cái này nè mọi người thì ngoại sẽ nói là cái này không ngon nhưng mà thật sự cái nào Phương cũng thấy ngon hết nên bây giờ ăn không có hết nữa nè, thật sự rất là ngon nha mọi người, có 10.000 mà có ăn đâu hết đâu, giờ phải đậy lại đem về nè. Bây giờ mình cắt cốc dừa này có ăn đem về cho dạ vậy bỏ cho con bịch nước cốc dừa ha. Ngoại nói là cho bịch nước cốc dừa nữa nè, có ăn rồi cái đem về mình có muốn ăn thì mình chế vô mình ăn. Cái đó bây giờ ở ngoài đang ngồi ăn bánh mì với cái này nè, muối đậu không vậy ngon, ăn bánh mì muối đậu nè, cái này của ngoại nè, ngồi ngoài ăn vậy đó mọi người. Hồi nãy mà con chạy ngang con thấy ngồi vừa ăn vừa cười mình con đó cười dễ thương quá, cho nên là với lại cái này nó thơm quá nè, thơm quá mình mới quyết định là mình dừng lại rồi ăn thử cũng như là chia sẻ đến cho mọi người đó. Thì để mình đọc lại cái địa chỉ ở đây để mọi người cùng được biết, để có đi ngang đây ghé ủng hộ cho ngoại 1222 hộp nha. Số 8 Hồng Minh Giám. Chung cư này nè. Dạ. Đây nè mọi người. Số 8 Hồng Minh Giám. Số 8 đúng rồi, số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9 Phú Nhuận. Ngay cái ngã tư Hoàng Minh Giám và Hồng Hà luôn nha. Đó thì mọi người thương ngoại thì đi đến đây ủng hộ cho ngoại hợp là ngoại vui rồi, tại vì ngoại còn đang nuôi cháu ngoại, đứa cháu ngoại mới 3 tuổi hả ngoại? Học lớp 3 hả? Dạ thì đang thấy thương quá. Cái xe này bà con cô bác cũng hỗ trợ cho ngoại cho mượn 1,5 triệu để mua đó mọi người. Thì một lần nữa thì Phương mong mọi người có đi ngang đây thấy cái xe của ngoại thì mình ghé mình ủng hộ cho ngoại một cái hộp khoai mì cũng như hoặc là xôi nha, đảm bảo cái nào cũng ngon hết trơn á. Mà đặc biệt nhất á là cái này, đặc biệt nhất là muối đậu ở Phan Thiết, công thức Phan Thiết, đặc sản Phan Thiết luôn đem xuống đây đó rồi kèm theo là cái dừa tươi đó mọi người, dừa rám á, dừa mà ram dừa rám lại người ta bào ra đó, ăn rất là cái này rất là ngọt luôn á, béo ngọt nữa, nói chung cái gì cũng chất lượng nhưng mà giá thì nó rất là rẻ luôn. bán 5.000 luôn. Tiền à, học sinh nữa ha. Hả? Dạ. Ta không có tiền, ta mua được thì được còn hơn ta xin. Dạ, ha? Dạ. Mình cũng bỏ ngành ta xin cho mình cho được. Ta mua 5.000 vẫn bán. Dạ, thì thôi con cũng cảm ơn ngoại đã chia sẻ cho con về cái món này rất là ngon nha. Thì từ nay chắc là thích ăn khoai mì rồi đó. Bình thường con thấy này con không bao giờ ăn đâu. Con có cảm giác mình làm mình ngán đó ngoại. Thì bây giờ ăn là không có thấy ngán. Cái mì này á, nói chung á nó đơn giản mà phải có tâm làm nó công phu lắm á. Thì dạ. Tại mình đã thật lòng á. Dạ. Có ông biết làm nó ăn nó nhẫn lắm. Cái mì này á, không biết làm nó ăn nó nhẫn. Một mình mà làm cực quá ha. À, làm mấy em làm mấy cái này mì ở trong. Dạ. Đừng có thấy một cái nồi dày mà lại là nói là đơn giản mọi người. Thật sự rất là công sức của ngoại đổ vô đây và làm rất là công phu, ngoại nói là rất là có tâm mới được ra được một cái món nó thơm ngon như vậy nè. Lấy cái mì ăn, trắng được băng không? Dạ. Đúng không? Dạ. À, không có nó ngon đó, không có điêu ra, đúng không? Dạ. Cái mì này nè, cái mì này nè mà làm không sạch không về không tốt mà nó không phải được gì đâu. Dạ. Phải luộc nó. Này là chị trẻ bí quyết. Thôi đừng nói bí quyết lên đây lỡ mình. Người ta giật nghề của mình đó. Nói chứ con cảm ơn ngoại nha. Con
con chúc ngoại thật nhiều sức khỏe để làm ra những cái món ngon như thế này bán cho mọi người nha. Đây thì Phương cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha.